hồi thường. Cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp Bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp Bảo lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Bạch Phật Tu Sa Mang La Lăng Ra Khan Tu Sa Pa Đề Qua Ta Sa Pa Bồ Đa Nu Pha Ve Na Sa Đà So Thi Phong Văn Tu Tê Bạch Phật Tu Sa Mang La Lăng Ra Khan Tu Sa Pa Đề Qua Ta Sa Pa Tham Ma Nu Pha Ve Na Sa Đà So Thi Phong Văn Tu Tê Bạch Phật Tu Sa Mang La Lăng Ra Khan Tu Sa Pa Đề Qua Ta Sa Pa Sang Ha Nu Pha Ve Na Sa Đà So Thi Phong Văn Tu Tê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai lành thai. Nam mô Bụt thay á, Nam mô Tham ma á, Nam mô Sang khay á. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ sa thu kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Dạ kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt thay á. Sa thú kính cảm ơn cô Hoài Ngọc. Nam mô Bụt thay á, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi chuyển trao tam quy bát quan thế giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt Quỳnh Ngọc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã làm giấy tự ngày hôm nay. Nam mô Bụt thay á, con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức Diệu Quang Lâm nhiều đạo tràng. Hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021 Phật lịch 2564, giáo trình Phạn ngữ Bali bài 4, đại từ nhân xưng hình thức chủ ngữ, biên soạn ngài Tỳ Siêu và đồng giảng sư ngài Tỳ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt thay á. Nam mô Tham ma Danh vô sanh khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng, kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức có mặt ở trong room. Thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử, hôm nay chúng ta học giáo trình Phạn ngữ Pali bài số 4. Nói về nhân xưng đại từ, hay là đại danh từ, nhân xưng đại danh từ. Và ở đây chúng ta chỉ học qua hình thức chủ ngữ mà thôi.
Thật ra thì nếu mà chúng ta nói đại từ chỉ ba ngôi đó, thì chúng ta phải có thêm một cái đại danh từ tác ngôi thứ ba, mượn cái chỉ thị đại danh từ mà xài. Thí dụ tác là cái ấy, điều ấy, nhưng mà nó còn có nghĩa là người ấy. Cho nên chúng ta đem chữ tánh chủ ngữ để làm cái nhân xưng đại từ ngôi thứ ba, nó chúng đó. Nhưng mà đại từ ngôi thứ ba đó thì nó khác với nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai và thứ nhất ở chỗ là ngôi thứ nhất không có phân biệt nam tính nữ tính, chữ âm hát có nghĩa là tôi chúng tôi. Và cái chủ cách, chủ ngữ của câu và ngôi thứ nhất số ít là a hăng tôi, số nhiều là mấy văn âm hê, mấy văn hoặc âm hê, hai hình thức nghĩa là chúng tôi. Thì một người nam họ nói tôi chúng tôi thì cũng là a hăng. Thí dụ như giới tử mà sinh giới, nếu giới tử đó là người nữ thì cũng là a hăng phan tê. Si lăng gia cha mi. Còn nếu như giới tử là người nam thì cũng a hăng phan tê gia si lăng gia cha mi. Và nếu như nhiều giới tử người nam thì là mấy văn phan tê, nhiều giới tử mà người nữ thì cũng là mấy văn phan tê. Do đó cho nên chúng ta cần phải hiểu đại từ nhân xưng âm hát chủ ngữ ngôi thứ nhất số ít là hăng, số nhiều là mấy văn âm hê, thì cũng xài chung với nhau năm tính nữ tính. Cũng vậy cái đại từ nhân xưng tâm hát, tâm hát hình thức chủ ngữ ngôi hai là toan, số ít và số nhiều là tâm hê. Ở đây chúng ta tạm dịch thoang là anh, tâm hê là các anh. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng là chữ đó có thể xài cho nam tính nữ tính tùy theo cái cách mà chúng ta xưng hô với cái người đối diện. Như Đức Phật khi mà tín nữ Quý Sa Kha buồn rầu vì đứa cháu ngoại chết đi còn trẻ, cho nên tín nữ Quý Sa Kha rất là đau khổ mới đi đến Đức Phật.
Thì khi mà Đức Phật này bảo rằng nề nhi sa ca, ngươi nghĩ như thế nào nếu tất cả những người ở trong thành sau cái thi này đều là bà con quyến thuộc của ngươi, thì hễ ngày nào có người chết thì ngươi cũng khóc như vậy hay sao? Vâng vâng. Thì cái chữ mà ngài nói chuyện với Visakha, ngươi thì cũng xài là chữ toan thôi. Dù cho đó là người nữ cũng toan. Các người nữ mà chúng ta đối diện nói là các chị hay là các cô, hoặc là các ngươi, chúng ta gọi chung như vậy thì cũng là tâm hề. Nhưng mà ở đây vì chúng ta dịch, chúng ta xài anh các anh cho nó gọn, chứ đừng nghĩ rằng chỉ xài cho người nam mà xài cho nữ cũng được. Thì thay vì chúng ta thay là chị hay là các chị, anh các anh, chị các chị, chúng ta xài được chữ toan, chữ tâm hề hết. Nhưng mà riêng về cái ngôi thứ ba đó, chúng ta xài cái chỉ thị từ là tám. Cái hình thức chủ ngữ số ít, nếu là nam tính thì là số. Là anh ấy. Nếu là nữ thì gọi là sa, tức là cô ấy. Hoặc là ở trong tiếng Việt chúng ta có cái chữ là hán, nếu là ngôi thứ ba số ít là chữ sô. Ả, ngôi thứ ba số ít chủ ngữ là sa. Ở trong tiếng Việt chúng ta có hai từ rất là gọn, hán, ả, nhưng mà cái này ít có ai dùng lắm. Thường thường chúng ta xài là anh ấy, chị ấy, tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta xài. Sứ nhiều, nếu như là nam tánh thì là T, mà nữ tánh thì chúng ta phải xài ta hoặc là ta vô. Ta là vô là những cô ấy. Nhưng mà nếu chữ T ta, chúng ta xài chung, tức là chúng nó hoặc là họ, là chung chung. Kể cả người nam, người nữ, người đàn ông hay đàn bà cũng xài được hết. Nếu mà xài mà hơi cái nghĩa nó có vẻ như là xem thường thì chúng ta xài chữ chúng nó. Nó, chúng nó là cũng để chỉ cho người nam, những người nam, người nữ, những người nữ. Còn nếu chúng ta xài bình thường thì chúng ta sẽ giữ họ cũng được. Trong tiếng Việt chúng ta rất là phong phú. Cho nên mình học tiếng Pali Ấn Độ thì học dễ. Nhưng mà tội nghiệp nếu người Ấn Độ mà họ học tiếng Việt chúng ta thì họ khổ, thưa quý vị. Bởi vì chúng ta học Pali á,
cái chữ của Đức Phật đó, thì chúng ta xài A-hang Ma-văn để chỉ ngôi thứ nhất. Hai chữ nó gọn. Và trong khi người ngoại quốc mà người ta mới học tiếng Việt, chúng ta ngôi thứ nhất đó, thì nó lộn xộn lắm. Tôi, chúng tôi, tao, chúng tao, tớ, chúng tớ. Rồi có đôi khi như người miền Bắc á, khi mà họ miệt thị, họ chửi người khác, người ta nói ông và các ông. Họ tự xưng họ là ông, tự xưng là các ông. Thì như vậy ông nói cho chúng mày nghe, hay là các ông bảo với chúng mày rằng, thì như vậy cái ông hay các ông đó, lúc bây giờ người ta nhầm tưởng là ngôi thứ hai, nhưng mà thật sự ra nếu như cái người đó họ tự xưng thì nó trở thành cái ngôi thứ nhất. Tiếng Việt chúng ta nó rắc rối người gớm. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta học cái chữ ngoại quốc là khó, người ta dễ. Cái ngữ pháp của người ta đơn giản thôi, nhưng mà tại vì cái ngôn ngữ chúng ta nó hơi lượm thuộm, nó rườm rà. Cũng như cái chữ toan và tâm hê, chủ ngữ ngôi thứ hai, thì anh các anh, trong khi chữ Bali chỉ cần thoan tâm hê được rồi. Còn xài qua tiếng Việt của chúng ta đó, thì nó, chúng ta gọi cái người đối diện, đối thoại, người đối thoại đó, chúng ta gọi là anh. Anh hãy làm như vậy, hay là các anh hãy làm như vậy cũng được. Hoặc là ngươi, các ngươi, mày, chúng mày. Ngài, các ngài, chúng ta xài được hết. Ông hay các ông, chúng ta xài được ngôi thứ hai hết. Cho nên tùy theo ngữ cảnh. Người mà thông hiểu tiếng Việt á, thì khi mà chúng ta học các cái ngôn ngữ khác chúng ta cũng dễ. Còn khi mà chúng ta ngôn ngữ tiếng Việt mà chúng ta không có rành đó, thì khi chúng ta học các ngôn ngữ khác chúng ta hơi khó. Như vậy thì đại từ nhân xưng ở đây, cái hình thức chủ ngữ, chúng ta tập làm quen với chủ ngữ. Người thứ nhất số ít là hăng, tôi, số nhiều là mái văn hoặc âm hê, chúng tôi. Chủ ngữ ngôi thứ hai số ít là toan, anh hay chị, và số nhiều là tâm hê, các anh hay các chị. Chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nếu là người nam là xô, nếu mà mình đề cập đến người nữ thì gọi là xa, anh ấy, chị ấy, hay là nó. Số nhiều là tê, nếu là đề cập đến người nam là các anh ấy, hay là các là họ, hay là chúng nó. Còn chữ ta đó, ta hay ta vô là các chị ấy, các bãi, gọi là chúng nó hay là họ cũng được. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu từ trước đến giờ, từ bài 1 cho đến bài 3 đó, là khi mà chúng ta nói động từ chia theo ba ngôi thì chúng ta chỉ
lấy cái hình thức vị ngữ của động từ đó mà chúng ta hiểu ngầm. Ba ngôi thí dụ như thao quá tí là nói chạy, thao quan tí là chúng nói chạy. Nếu chúng ta nói cho đủ rồi, xô thao quá tí là nói chạy, tê thao quan tí là chúng nói chạy, thoang thao quá xí là anh chạy, tâm hê tha và thác tức là các anh chạy, a hăng tha qua mí tôi chạy, a hăng tha qua má là chúng tôi chạy. Chúng ta phải xài cho đủ gì. Tuy nhiên cũng không có sự bắt buộc xài động từ là phải xài đại từ làm chủ ngữ. Có đôi khi chỉ xài cái động từ đó là đủ. Thí dụ như gặp một người, chúng ta hỏi cha, cha là sĩ, cha nà si pa li pha sáng, hỏi anh có biết cái tiếng Bali không? Thì ở đây chúng ta khỏi cần phải xài chữ toan, mà chúng ta xài cha nà si. Động từ đặt ở đầu câu là ta biết nghi vấn nè. Cái câu đó là câu nghi vấn. Ở trong cái Bali đàm thoại đó thì chúng ta phải xài gì? Chỉ xài động từ chia ngôi là đủ rồi, chứ khổ cần xài nhân xưng đại từ. Thì bây giờ chúng ta chia cái động từ, chúng ta xài đi cặp với cái động từ asat. Asat có nghĩa là có. Aham asmi tôi là, bayam asma chúng tôi là, toan a si anh là, tâm hê a tha các anh là, so a thi nó là, te san thi chúng nó là. Nhưng mà thường thường đó thì khi mà xài cái chữ chúng ta nhớ như thế, cái trợ động từ là đó nhưng chúng ta có hai từ ba từ, phân cái tiết cũng được, mà hô tiết cũng được, mà thiết cũng được. Thế cần ách thiết sầm tí căn ở đó là chữ ách xá, còn hô tí là căn hô và phao có tí là căn phu, chúng ta có thể xài được. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta xài chỉ có một cái bản chia của động từ ách thấy, ách thí, ách xí, Aspa, Asiatha, Athisanti. Chúng ta xài cái bản chia để làm bài tập rồi. Thì như vậy, ở đây nó tóm lại là cái hình thức Ahang Mayan là dạng chủ cách của nhân xưng đại từ âm há. A hăng là tôi là hình thức số ít, mây dân chúng tôi là hình thức số nhiều, còn toan tâm hê là dạng chủ cách của động từ nhân xưng tâm há. Toan là hình thức số ít, tâm hê các anh là hình thức số nhiều, sô ta tê ta, sô sa tê ta là chủ dạng chủ cách
của đại từ nhân xưng tác xô là anh ấy, xa là cô ấy, là thức số ít. Còn tê các anh ấy, ta các cô ấy là thức số nhiều. Và một điểm cũng nên nói thêm rằng là có những cái quyển sách văn phạm Bali hiện đại mà xài cho người phương Tây đó, thì khi mà chia thì chia động từ ngôi thứ nhất để phía trước, vì như ở trong tiếng Anh I, you rồi mới tới he, she. I, you, he, she, tôi, anh và nó, thì ngài xài như vậy. Nhưng mà trong tất cả từ điển Bali thì khi mà tra cứu một cái động từ thì động từ đó đều ở cái dạng là ngôi thứ ba số ít, chứ không có ai mà cái từ điển mà động từ ở cái dạng ngôi thứ nhất số ít. Thí dụ chúng ta tra ở trong từ điển để tìm cái từ vegetati là đi, hay là fulgetati là ăn, là phải hiểu đó tức là ngôi thứ ba số ít, mặc nhiên là ngôi thứ ba số ít. Chứ không thể nào trong từ điển mà chúng ta tra cái từ là phun cha mí hay là gây cha mí được. Ở đây là nói thêm để các vị thông thoáng một chút, đừng có nghĩ rằng động từ phải đặt ngôi thứ nhất đi trước, ngôi thứ hai đi ngôi. Làm như vậy đến khi mà chúng ta tra từ điển thì chúng ta sẽ trở ngại. Cho nên ở đây văn phạm xưa của Bali, văn phạm Bali theo xưa đó, thì ngôi thứ ba Pathamabodhisattva để trước, rồi mới đến Majjhimabodhisattva là ngôi hai hay là ngôi trung để kế, và Uttama Bodhisattva là ngôi thượng, là ngôi thứ nhất đó, để chúng ta mới để sau cùng. Đó là lý do mà tại sao chúng ta phải theo cái nguyên tắc xưa để chúng ta học cho nó dễ, vì chúng ta đã quen rồi thì chúng ta tra từ điển nó dễ thôi. Thì bây giờ ở đây có một số từ vựng về động. Cái động từ này bao giờ cũng vậy, người ta cho từ vựng là người ta cho ở dạng ngôi thứ ba số ít, rồi sau đó theo sự yêu cầu của bài tập người chúng ta chia thành các ngôi khác. Vasati sống cư ngụ, nó sống nó cư ngụ. Vasati là nó cài sới, ê tí là nó đi đến, quá ba tí là nó vô trồng, khai giá tí là nó ngửi, xa giá tí là nếp, phu sa tí là đụng chạm, chinh tê tí là nó suy nghĩ, chí na tí, các vị thêm cái chữ cái dấu trừ âm giùm chúng tôi cái đó. Chí na tí là chí na tí, đúng là anh cầm phải đổ, chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi mới cho sự tự tri in ra mà cũng còn sót. Pha quy tí là tập
Sunati là nghe, Tanoti là nới rộng. Như vậy có học 12 cái từ vựng về động từ. Bây giờ chúng ta hãy áp dụng 12 cái từ vựng đó để chúng ta làm bài tập. Bài tập hôm nay chúng ta có hai phần. Một là dịch sang tiếng Việt cho quý vị làm quen. Câu có chủ từ và thuật từ. Thuật từ kriya tức là tiếng động từ đó thưa quý vị. Ở trong một câu đơn giản thì nó gồm có hai cái đơn vị là chủ từ khách tú và thuật từ là kriya. Bây giờ chúng ta chưa có học đến cái câu phức tạp. Câu phức chúng ta chưa học, chúng ta chỉ học cái câu đơn thôi. Mà học câu đơn thì chúng ta chỉ mới có học hai đơn vị của pháp là chủ từ và thuật từ. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập. Chút xíu nữa Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ hướng dẫn cho quý vị làm bài tập để dịch ra so kassati mayang sa yama ahang phusami te vabanti tamhe pasatha so pasasi pasati ahang chintemi tamhe khayatha te pruvanti so hanti mà dăng êm á tâm hê để thác. Còn cái phần mà dịch ra tiếng Việt đó thì tôi ngửi thông thường nếu như mà mấy cái bài trước bài 1, bài 2, bài 3 đó khi nói đến tôi ngửi thì quý vị chỉ cần cho một cái động từ như là sa gia mít khai gia mí là đủ rồi. Nhưng mà ở đây trong cái bài thứ tư này chúng ta đã học về các ngôi nhân xưng đại từ. Vì vậy cho nên khi mà nói đến, khi mà làm bài tập, người ta cho rằng tôi ngửi thì chúng ta phải nói đúng là a hăng kha gia mi, chúng ta phải làm cho đúng như vậy. Câu hai anh đến, câu ba ông ấy gieo hạt, ông ấy là ngồi thứ ba đó. Bốn chúng tôi suy nghĩ, năm bạn thu nhập, bạn ở đây là ngôi thứ hai, là đại từ ngôi thứ hai. Trong tiếng Việt chúng ta sẽ giữ bạn, bạn thu nhập. Nhưng mà nếu nó bạn ấy thu nhập thì chữ bạn ấy đó là chủ từ ngôi thứ ba. Bây giờ chú ý, các anh đang gieo, số 6 và số 7 chúng tôi thấy, số 8 là anh đang nghe, chính tôi là số 10, chúng nó giết, 11 là vẽ tu tập. Chúng ta phải xài cái động từ nó như vậy đó. Thì bài tập chúng ta chỉ có hai phần. Bởi vì bây giờ bước đầu cho quý vị tập làm quen dần dần, cho nên không có làm bài tập khó khăn hơn. Chứ nếu mà sau này chúng ta làm bài tập dần dần, chúng ta phải vừa dịch ra tiếng Việt và chúng phải phân tích cái từ đó, động từ đó thuộc về động từ cơ bản, hình thức cơ bản ra sao vân vân. Hoặc giả là người ta cho chúng ta một cái động từ
với một cái tiếng nhân xưng đại từ, đại từ mà người ta cho nó trật, nó sai với cái ngôi, thì chúng ta phải chỉnh lại cho đúng, vân vân. Thì cái đó sau này chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ làm bài tập về sau này. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ học cái văn phạm có nhiều đó thôi. Và tiếp đến là bài đọc thêm. Bài đọc thêm hôm nay chúng tôi cho các vị đọc một đoạn kinh lễ bái Tăng Bảo và ân đức Tăng Bảo. Sau khi học nhiều bài như thế này rồi đó, nhiều bài Pali như thế này rồi, thì chắc có lẽ là các Phật tử chúng ta sẽ lễ bái Tam Bảo được hết. Thì ở đây trong cái bài đọc thêm của chúng ta, sanh khô với xuất thô và đắc khi này vô sanh tinh tri vô sắp và mà lắp và hi đô cu nê hi đề kê hi sa mít thi pa tô a na sa vô tăng bát na ma mi sanh khăn. Chúng tôi cố gắng chúng tôi đọc tách từ ra để cho quý vị dễ nhận. Còn khi mà chúng ta tụng thì chúng ta tụng liên tục. Sàng khô vô sô thô ra đa ký nê yô sàng tân tri yô sa pa ma la pa hi nô vô nê hi nê kê sa mê thi pa tô a na sa vô tăng pa na ma mi sàng găng. Chúng ta đọc. Được cái đó là chúng ta tụng. Còn khi mà chúng ta đọc để chúng ta phân ra, trước hết trong bài kệ này là tán thán Tăng Bảo, tán thán tăng. Sanh khô là tăng chúng, vô sô thô là bậc thanh tịnh, qua đắc khi này vô là bậc cao quý đáng cúng dường. Sanh tinh tri vô là bậc có các căn an tịnh. Cái này xài danh từ hợp thể samasa và hợp vi hí. Sau này trong tương lai chúng ta sẽ học cái này. Còn bây giờ chỉ nói nghĩa thôi, chứ còn quý vị đừng có phân tích nó không. Về cái chữ sanh sanh tát với chữ indriyo ở đây giá sapat mà lắp pahino, pahino là đoạn trừ. Hay là tẩy trừ. Sapamala, sapamala có nghĩa là mọi quế nhiễm hay là mọi quế trược. Gunehi neke samithipato là vị đã thành tựu nhiều ân đức. Như là giới định tuệ, gọi là gune nê kê hí. Chữ nê kê hí đúng ra nó là chữ á nê kê hí. Á nê kê hí là nhiều, nhưng mà vì nó đứng sau chữ gune hí
Cho nên không có xài chữ anh đê kê hí, mà là xài cái chữ đê kê hí. Đây là trường hợp ngoại lệ. Chứ đúng rồi, chữ nát đó, khi mà nó đi ghép với một từ mà có nguyên âm dẫn đầu thì nó phải trở thành chữ anh nát, anh đề cát, chứ không phải là đề cát được. Nhưng mà xài tạm ở trong cái thể kệ thì được. Samithipato, chữ Samithi tức là thành tựu, động từ của nó là Samithati. Chữ Pato có nghĩa là đạt tới, đạt đến. Samithipato là đạt đến cái sự thành tựu nhiều ân đức. Anasavo, chữ Anasavo tức là các bậc vô lậu, các bậc vô lậu tức là chỉ cho bậc thánh. Lẽ ra đó thì ở đây khi mà nói đến Anasavo là bậc vô lậu là chỉ cho bậc A-la-hán không, thánh tăng A-la-hán thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng đối với vị tu đà quần, bậc thánh tăng tu đà quần là đã dự trừ được kiến lậu đi thà sâu quá, cho nên cũng kể như anh là sâu quá ở khía cạnh đó. Rồi đối với vị A-na-hàm, vị tư đà hàm làm giảm nhẹ dục ái và sân, vị A-na-hàm thì dứt tuyệt dục ái và sân, cho nên xem như là dục lậu vì đó đã đoạn trừ. Còn bậc A-la-hán thì đã đoạn trừ vô minh lậu avijja sa quá, nên trừ vô minh lậu là đoạn trừ hết tất cả các cái lậu quật. Thì Pramit là con xin kính lễ tăng sang khăn. Tăng sang khăn tức là tăng chúng ấy. Chúng ta xài cái, nếu mà chúng ta phân tích từ thì nghĩa gì, thì ở đây khi mà chúng ta học, chúng ta đọc thêm cái này, chúng ta đọc Pali thôi, còn về nghĩa thì chúng ta hiểu như vậy, chứ chúng ta đừng có lấy theo cái bản kinh tụng mà chúng ta xài cho, xài thành cái bản dịch của cái đoạn kinh này. Trong kinh tụng dịch thoát lắm thưa quý vị. Nào là chư thánh tăng đã được trong sạch quý báu, Phật đáng cúng dường, vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh sanh tên ri vô, sự tham, sự lòng ham muốn đã dứt trừ. Sắp phẩm ba lắp bài hino mà dịch là lòng ham muốn đã dứt trừ thì nó xa quá đi. Đến nỗi bây giờ đó thưa quý vị, chúng tôi nói thật là cho đến bây giờ kinh tiếng Việt rồi chúng tôi quên nhiều lắm. Chúng tôi chỉ toàn là lên tụng kinh là tụng tiếng Pali không. Chúng tôi dẫn kinh cho mấy vị tụng Pali. Còn khi nào không có mặt chúng tôi thì chưa tăng ở chùa mới đọc kinh tiếng Việt. Phật tử đọc kinh tiếng Việt. Chúng tôi hình như là vì, có lẽ là vì mình biết cái nghĩa Pali, cho nên khi mà đọc cho chúng tôi ngượng lắm. Thí dụ mai mốt chúng ta đọc thêm cái bài mà Nathi mê sát năng anh nhăn bút thô mê sát năng và răng e tê này sát chữ quá chê ná hồ tu mê chứ dâm năng cà lăng đó, chẳng có gì đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con.
y như lời chân thật này. Thì thưa quý vị, cái hồi nhỏ đó, thì khi mình đọc cái nghĩa đó, thì mình ở trong kinh sao mà đâu dám, mình đâu có dám sửa sai đâu. Cho nên cứ đọc, đọc riết quen. Bây giờ khi chúng tôi đọc lại, chúng tôi cứ mường tượng cái bản kinh Pali, cái đoạn kinh Pali đó, Nathime Saranang Anyang ấy, cái chúng tôi thấy chúng tôi ngượng ngượng miệng, chúng tôi không dám tụng, chúng tôi không dám tụng cái đó. Cho nên cứ ngừng tiếng Việt riết thì chúng tôi, kinh điển tiếng Việt chúng tôi nhớ nhiều. Bây giờ cái đoạn thứ hai đó là chúng tôi cho học, cho đọc, đọc thêm về cái ân đức Phật, ân đức Tăng. Trong ân đức Tăng đây đó, thì chúng ta không có cái tiếng động từ, chúng ta không có xài tiếng động từ. Cái cấu trúc của kinh văn mà ân đức Tăng đó, thì chúng ta nhớ như thế này nè. Ở đây là nói đến Savakasankho, là chúng thinh văn. Chữ Sankho là chúng. Tại cái tiếng Việt của chúng ta đó, thì chúng ta xài cái chữ chúng, chúng ta nghe nó có vẻ nó hỗn hào, nhưng mà đúng ra chữ chúng là có nghĩa là đông, như cái hội chúng rồi chẳng hạn. Mà nếu chúng ta nói nó hội chúng thinh văn thì nghe hơi rườm rà, cho nên chúng ta gọi là chúng thinh văn được rồi. Và chữ sau có cá, dịch cái chữ thinh văn nó đúng bởi chữ sau có cá, là từ cái động từ, từ cái ngữ căn gọi là xúc na tí, xúc ú ô thành ô, hoặc là áo quá thành sáu quá. Sáu quá cán tức là người nghe, sa quá cán là người nghe, là thinh, là văn, thinh văn, là chúng thinh văn, tức là những người mà nghe Đức Phật dạy dỗ, nghe pháp của Đức Phật đó. Thật ra chúng ta dịch là chúng đệ tử. Nhưng mà cái chữ đệ tử theo ở trong luật thì phải xài cái chữ sắp thiết vihari, sắp thiết vihari là đệ tử. Còn học trò gọi ante wasako là học trò. Thí dụ như cái vị thầy, vị giáo thọ dạy cho chư tăng ni, dầu cho những tăng ni đó học ở trường lớp không phải là đệ tử của mình tiến độ cho tu, nhưng mà hễ ai đến học mà mình dạy thì người đó gọi là ante wasako, là học trò. Còn sắc thứ vihari tức là đệ tử, tức là người trú ngụ chung với ông thầy. Còn cái chữ sau có cá mà dịch là đệ tử, cái đó chúng ta dịch gượng thôi, chứ đúng là chúng thinh phân. Phát qua tô tức là chúng ta đọc được cái chữ phát qua, tức là Đức Thế Tôn chủ ngữ. Nhưng mà phát qua tô tức là sở thuộc cách là của Đức Thế Tôn. Phát qua tô sa qua ca sanh khu là chúng thinh văn của Đức Thế Tôn. Thì chúng ta học cái câu đó, chúng thinh văn của Đức Thế Tôn. Chúng thinh văn của Đức Thế Tôn
Subhatipanno, Ujjubhatipanno, Nyayabhatipanno, Samichipatipanno, chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, có cái sở hành tốt đẹp, là bậc trực hạnh, tức là có sở hành ngay thẳng. Nyayabhatipanno là bậc như lý hạnh, tức là có cái sở hành theo trí tuệ. Samichipatipanno là chân chánh hạnh, là có cái sở hành đúng đắn. Yadidam tức là Chattari Purisyugani, bốn đôi, hay chúng ta gọi là tứ song, tức là đạo quả, tu được quần đạo quả, tư đà hàm đạo quả, hàm đạo quả la hán, gọi là tứ song. Athapuris Pukla là bát bối, gọi là tám vị, tức là đạo, tức là tu được quần đạo, hay là người sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, là bát bối, tứ song bát bối, hay là bốn đồ tám vị. Ê sát tức là ê số đó. Ê sát phát qua tô sa và ca sang cô, đó là chúng đệ, chúng tinh văn của Thế Tôn. A hồ nay vô đáng nhận lễ phẩm, ba hồ nay vô là đáng nhận tặng phẩm, đắc khi nay vô đáng nhận cúng phẩm, anh chá lý cần nay vô là đáng được chấp tay, đáng được chấp tay có nghĩa là đáng được đảnh lễ đó, đáng được đảnh lễ. Anuttaram là vô thượng, Puññakkhettaṃ là phước điền. Anuttaram Puññakkhettaṃ là phước điền vô thượng. Lokassa là của đời hay là của thế gian. Thì như vậy ở đây trong cái bài này là tán thán chính ân đức tăng, tức là chúng thinh văn tu được quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, đệ tử Phật, đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, cúng phẩm, đáng được chấp tay lễ bái, là phước điền vô thượng ở đời. Vậy chúng ta dịch gọn, chúng ta dịch tóm tắt bao nhiêu đó. Thì hôm nay trong cái bài học về ngữ pháp Pali, chúng ta học về nhân xưng đại từ và có bài đọc thêm về lễ, cái kinh lễ bái tăng và ân đức tăng. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Và bây giờ thì cung thỉnh thượng tọa giác đẳng Quang Hỷ giúp cho hướng dẫn Phật tử làm bài tập và đọc ở trong cái phần đọc này, để có thượng tọa tài quyền và có thể tiếp với thượng tọa chất đẳng hướng dẫn cho Phật tử tụng cái đoạn kinh này. Nam mô Bổn Thầy. Cái trường trường đạo tuyệt siêu. Ở thưa Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần làm bài tập. Bây giờ phần đầu chúng ta dịch từ Pali sang tiếng Việt. Chúng ta có cái chữ đầu tiên là dạ. Dạ, thứ nhất là chúng ta xem chữ sô đó.
là nhân xưng đại danh từ nào? Dạ, ở trong những chữ như là Ahang, Mayang, Vong, Tum, He, So, Sa, Tê, Ta, thì quý vị quan hệ dịch chiếm được chữ So. So có nghĩa là dạ, nó hay là vị ấy, là ngôi số 3, số ít. Dạ, ngôi số 3, số ít. Rồi Kassati. Dạ, Kassati quý vị có nhớ động từ nào chưa? Tập với tôi học không? Kassati. Kassati. Dạ. Kassati là Kassati là cài sới. Dạ. Anh ấy cài sới hay là nó cài sới. Ở trong tiếng Pali đó, thì cái ngôi thứ ba đặc biệt là có nam tính, nữ tính. So và Sa. So là anh ấy. Sa là chị ấy hay là cô ấy. Thành ra chữ So ở đây là anh ấy cài sới. Mayang Sayama. Dạ, Mayang Sayama. Mayang gì thưa quý vị? Mayang Sayama. Mayang là chúng tôi, đúng rồi. Mayang Sayama. Dạ, Sayama giờ phải rồi. Từ chữ Sa giá tí. Dạ, Sa giá tí. Đúng ra là chúng ta nói là Sayama, chứ chữ Sa có dấu quyền chuẩn bị Sayama. Dạ, có vị đọc sửa chúng tôi. Mayang Sayama. Dạ, Mayang Sayama. Là chúng tôi nếm. Và chữ thứ ba là Ahang Usami. Dạ, Ahang là gì thưa quý vị? Mấy dân là chúng tôi, Ahang là tôi. Dạ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chữ đụng chạm ở đây không phải là đụng chạm là bích lòng, hay là đụng chạm nghĩa là gây gỗ với người khác. Chữ đụng chạm đây là cái tay đụng một cái bàn, hay tôi đụng một cái gì đó. Dạ, đụng đơn giản là của đụng thì ý nghĩa thực sự là đụng thôi, chứ không phải là dạ đúng rồi, tôi xúc chạm. Dạ, tôi xúc chạm. Dạ phải, tôi xúc chạm. Câu thứ tư là Tê Pha Văn Tỷ. Tê Pha Văn Tỷ. Và Văn Tỷ. Tê Pha Văn Tỷ. Chúng tôi nhắc quý vị là ở trong cái tiếng Pali đó, cái chữ YV hay chữ V ở trong tiếng Anh đó, họ đọc giống chữ W. Dạ. Nó không có giống như vân hay là và ở trong tiếng Bắc, không phải vậy, mà đọc là giống như là ở đây không đọc là va phan tí, không đọc như vậy, mà đọc là qua phan tí. Dạ, qua phan tí giống như W vậy đó. Dạ, W. Thành ra bây giờ cái chữ V á là sự lựa chọn của hội Pali Thất Society thì, nhưng mà trong bây giờ chữ Lăng Trích Lan hay biết chữ W thế và chữ V, thì chúng ta phải ở một tức là T quá phan tí. Dạ, quê T quá phan tí. Dạ, dạ đúng rồi. Cái chữ T ở đây đó thì thưa quý vị, mình không có phân biệt là số ít hay là xin lỗi quý vị, T ở đây là số nhiều. Dạ, T ở đây đó là ngôi thứ ba số nhiều, mà ở trong danh từ ngôi thứ nhất thứ hai đó thì chúng ta không có phân biệt nam tính nữ tính, nhưng mà riêng đối với dạ, đối với ngôi thứ ba đó thì chúng ta phân biệt nam tính nữ tính. Thành chữ T ở đây là chúng ta chỉ cho ngôi thứ ba số nhiều là các anh ấy. Nhưng mà trong rất nhiều trường hợp, dạ, trong rất là nhiều trường hợp đó, chữ T là bao gồm cho tất cả luôn. Giống như khi dân tụng kinh đó là Phawan Tu Te. Phawan Tu Te là hãy đến với các vị ấy, thì có tính nam nữ luôn. Thật ra chữ T ở đây đó, có trường hợp T nghĩ chỉ cho các anh ấy, nhưng mà có trường hợp chỉ chung cho tất cả. Dạ, chung cho tất cả nam và nữ luôn. Các anh ấy hay là các vị ấy gieo trồng.
Tumhe Pasatha. Dạ, Tumhe Pasatha. Bây giờ kỳ này rất là đáng mừng là hôm nay có chuyện đáng mừng là quý vị làm bài rất là nhanh, rất là tốt, và thượng tọa Tuệ Siêu thì cũng bây giờ bắt đầu tọa Lý Trấn thì đậu hoan hỷ rồi, đến tọa Tuệ Siêu thấy quý vị mà làm thấy bài có lẽ là quý thượng tọa bắt đầu cảm thấy hoan hỷ rồi, và nhiều vị làm rồi. Tumhe Pasatha. Tumhe, Tumhe là ngôi thứ hai số nhiều các anh các bạn, các anh các bạn. Tumhe Pasatha là các bạn, các anh thấy. So Pasati. So Pasati. So Pasati. Vì ấy thấy, hay là anh ấy thấy. Chữ so ở đây là nam tính, ngôi thứ ba số ít mà là nam tính. Anh ấy thấy, anh ấy chứ không phải. Ở trong tiếng Việt có nhiều khi dùng chữ hắn chỉ cho đàn ông thôi, chứ không nghe ai kêu đàn bà bằng hắn. Nhưng mà chữ nó đó thì cả đàn ông đàn bà luôn. Chúng ta dùng chữ nhẹ nhàng chút là anh ấy, anh ta thấy. Dạ, anh ta thấy, cũng hay. Dạ, anh ta thấy. Cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta bước sang câu số 7. Phải nhận cái lớp dạy Bali này, giáo trình cũng đi nhanh mà quý Phật tử làm bài cũng rất là nhanh. Chúng tôi xin lỗi quý vị. Ahang Chineti. Ahang Chineti. Ahang là gì thưa quý vị? Dạ, dạ đúng rồi. Tôi suy nghĩ. Dạ, tôi suy nghĩ. Ahang Chineti. Dạ, là tôi suy nghĩ. Tumhe Gayatha. Tumhe Gayatha là các anh ngửi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ mình học có trớn rồi, quý vị học là nhanh. Bởi vì chúng tôi tự siêu nói rằng học giáo trình này 40 bài học hết tiếng Bali chúng tôi sợ không xong, nhưng bây giờ thấy 40 bài cũng có lý lắm. Học kiểu này tới 40 bài là chúng ta tốt nghiệp được rồi. Te Pruvanti. Te Pruvanti. The Proof. The Proof là nói. Pruvanti là Te Pruvanti là các anh ấy nói, họ nói. Dạ đúng rồi. Các anh ấy nói, các anh ấy nói là gần nhất. So hành tí. So hành tí. Dạ, anh ấy giết. Anh ấy giết sát hại. Anh ấy tàn hại. Anh ấy sát hại. Dạ. Chỉ tàn hại có đôi khi nó chưa chết, nhưng mà giết hại thì chỉ hành tí đúng phần là giết ạ. Là giết chết luôn ạ. Hành tí. Rất là cảm ơn quý Phật tử. Giờ mình học tới học lui bây giờ. Rốt cuộc thì học Bali như vậy là có kết quả rồi chứ quý vị. Mà dần êm á. Mà dần êm á. Mà dần êm á. Chúng tôi đến. Dạ, chúng tôi đến. Mà dần êm á. Bây giờ mình đổi sang chữ này. Dạ, mấy dân êm á, chúng tôi đến là đúng rồi đó. Tumhe. Tumhe Etha. Tumhe Etha. Dạ, các anh đến. Dạ. Dạ, các anh đến. Tumhe Etha, các anh đến. Dạ. Hay là các bạn tới. Các anh đến, các bạn tới cũng được. Và thưa quý vị, chúng ta bây giờ chúng ta dịch sang tiếng Pali. Dạ, dịch sang tiếng Pali đầu tiên là tôi ngửi. Dạ, tôi ngửi. Dạ, có vị nào cho chữ tôi ngửi? Tôi ngửi. Dạ, phải
Dạ, cả hai vị đều đúng hết, nhưng mà biết thì hơi sai một chút. Dạ, ở trên đó thì Ahangayami. Ahangayami. Ya nó dài xuống. Ahangayami. Các vị đều làm bài đúng, nhưng mà đánh máy là đánh máy không đúng. Ahangayami. Cảm ơn quý vị. Là tôi gửi. Bây giờ thì chúng ta viết chữ anh đến. Dạ, anh đến. Anh đến. Toàn ê xí. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Toàn ê xí. Toàn ê xí. Dạ, viết như vậy. Ê xí. Ê xí là anh đến. Toàn ê xí. Toàn ê xí là ông đến. Dạ, ông ấy gieo hạt. Dạ, ông ấy gieo hạt. Ông ấy là xô. Và gieo hạt là Vapati. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Hôm nay chúng ta học rất là khoan hỷ, là quý Phật tử làm bài rất nhanh và rất là chính xác. Cái chuyện mà mình viết, mình viết lên, mình đánh máy chắc khi không đánh được Bali không thành vấn đề. Dạ. Chúng tôi suy nghĩ, thưa quý vị. Chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi là gì ha? Mạc văn, dạ không, đúng, chỉ chinh tê tí là suy nghĩ, nhưng mà nếu mà chúng tôi chỉ là mạc văn chinh tê má, dạ, mạc văn chinh tê má, là chúng tôi suy nghĩ. Mấy dân chinh thề mã, đúng rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo là bạn thu nhặt. Bạn thu nhặt. Bạn thu nhặt là chinasi. Chinasi. Chinasi là bạn thu nhặt. Dạ, chinasi. Chinati. Chinati là thu nhặt. Chinh nhà sĩ, toán chinh nhà sĩ, là bạn thu nhập. Rồi bây giờ, dạ, cô tự bẩn bỏ chữ xa thì được. Chinh nhà sĩ, dạ đúng rồi đó, toán chinh nhà sĩ. Và rồi chúng ta bỏ cái chữ các anh gieo. Các anh gieo là gì hả? Các anh gieo tum hê, không phải qua bạch hạ. Dạ đúng rồi đó, qua bạch hạ. Tum hê qua bạch hạ. Dạ đúng rồi. Tum hê qua bạch hạ. Quý vị nhớ này, chúng ta thường là vá nha, đừng đọc là vá hay giống chữ và mà đọc là quá. Quá bạch hạ. Quá bạch hạ. Chúng tôi thấy, thưa quý vị, chúng tôi thấy, chúng tôi là mạng dân và thấy là bất sập tí. Chúng tôi thấy là mà dân và sợ mạng.
cái câu này chưa đoạn tôi siêu tức là anh đang nghe nhưng mà chúng tôi đề nghị tôi bỏ chữ đang đi, tại vì cái này mình chưa học tới cái thời hiện tại, chúng tôi nói anh nghe thôi. Toan sunasi, toan sunasi, tôi là cái chữ này của bộ quý vị tìm rất nhiều ở trong kinh ấy nha. Dạ, tôi là Ahang Asmi, đúng rồi. Ahang Asmi là tôi là Ahang Asmi. Chúng nó giết. Dạ, chúng nó giết. Chúng nó giết. Chê là chúng nó. Hành lý cũng được, mà hành anh tí cũng được. Dạ, cái nào cũng được hết, cả hai. Cả hai, hành anh tí hay là hành tí cũng được. Đây là một thứ động từ bất quy tắc. Bây giờ chúng ta có một cái chữ sau cùng của bài học ngày hôm nay. Chữ này là vị ấy tu tập. Số pha về tí, số và phật, số pha về tí là vị ấy tu tập, số pha về tí vị ấy tu tập. Hôm nay có bộ Thượng tọa Thích Siêu giảng của Khoan Hỷ, mà nếu Thượng tọa Thích Siêu ở đây rung rung, coi quý vị làm bài tập chứ Thượng tọa rất khoan, quý vị làm việc làm bài rất nhanh và rất là tốt. Dạ, nếu quý vị để ý là rất là tốt. Dạ, có bộ lớp học này chúng ta có kết quả rồi nha. Mình đừng nói là học Pali, học hoài không tới đâu hết, học có kết quả thiệt. Và nếu mà mình theo cái đà này đó, thì chúng tôi tin rằng sau 40 bài của Thượng tọa Thích Siêu giải thì giảng thì chúng ta sẽ tương đối là ít nhất là chúng ta có cái khái niệm chung chung để mà đọc, để mà ra từ điển. Dạ, tại vì như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đọc vào trong chữ, đôi khi nó không phải là cái nguyên ngữ mà nó chỉ chia theo ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, số ít, số nhiều rồi đó. Biết là mình nhận được sao ở đây có chữ xí, có chữ thá, có chữ tí, có en tí, có a mí, có a má. Và mình đọc vừa mình thấy mình quen, mình đổi tới đổi lưu ta được, hoan hỷ, rất ư là hoan hỷ. Bây giờ và Thượng tọa Tuệ Quyền không biết Thượng tọa có còn ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tuệ Quyền, dạ quý vị đừng lo, dạ quan trọng là mình chia được từ vựng thôi. Nhưng mà rồi dần dà rồi mình sẽ nhớ. Dạ, liền dạ sẽ nhớ được, đừng lo. Tốt quá, Thượng tọa Tuệ Quyền còn ở trong rung. Thượng tọa Hoan Hỷ giúp Phật tử đọc dùng bài Sanh Khô Quý Xuất Thô thôi. Dạ, rồi sau đó Thượng tọa đọc cho khoảng chừng 10 lần. Rồi sau đó thì đọc 3 lần, chứ xin lỗi. Rồi mời một vài hai Phật tử lên đọc. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói sơ về cái bài này. Rồi đọc xong rồi, sau đó chúng ta sẽ đọc phần ứng đức tăng. Bây giờ thì kính thỉnh Thượng tọa Hoan Hỷ đọc cho các bài Sanh Khô Quý Xuất Thô cho 3 lần cho đại chúng. Kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, để cho tôi đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, những giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Từ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý cung nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin quý vị cho bót dùng cái bài để chúng tôi đọc từng câu cho quý vị nghe luôn. Quý vị ngắt chỗ nào thì chúng ta thấy dừng chỗ nào. Rồi, dùng nghe một bài liền. Dạ, cảm ơn quý vị. Rồi, quý vị đọc quý vị lưu ý nào. Đây là một cái, nó rất là dài, cho nên chúng ta đọc là
sang khô quý xuất thô và ra đắc khi này vô sanh tinh riô sáp và ma lấp và hi nô vu nề hi nề kề hi sa mít thi bát tô a na sa vô tăng ba na ma mi sang khang sang khô vi xuất thô và ra đắc khi này vô sanh tinh riô sáp và ma lấp bà hi nô u nê hi nê kê ni sa mê ti bà tô a na sa vô tăng pa na ma mi sang khang sang khô vi xuất thô và ra đắc khi này vô sanh tinh riô sáp và ma lấp ba hi no cu ne hi ne ke hi sa met ti bát tô a na sa vô tăng pa na ma mi sang khang. Dạ, tiếp theo xin quý vị từng từ quý vị đọc. Dạ, nam mô Bụt A Di Đà. Sa thủ kính trân trường thọ tuệ siêu. À, thưa đạo tuyệt quyền, à, xin hỏi quý Phật tử là có hai vị nào tình nguyện đọc bài ngày hôm nay không? Dạ, dạ mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, có thể đọc câu đọc. Sang khô vi suốt thơ qua ra đắc khệ nay vô sang tin đi vô samabalabahino vi nay hi nay kai samiti bato anna sa vô tăng banama mi sang khang. Cảm ơn cô Dị Quỳnh. Quý vị nhớ là sang khô là dài, quý ngắn, suốt thô dài, quá rá ngắn, cả hai đều ngắn, đắc dài, khi ngắn, ni vô cả hai đều dài, san tin rí vô, san tin dài, cả hai đều dài, rí ngắn, vô dài, sáp dài, bá ngắn, ma lắp, má, má ngắn, lắp dài, và hi nô, bá ngắn, hi nô, hai cái chữ đều dài. Cú nê hi nê kê hi sa mít thi ba tô a na sa vô tăng bát na ma mi sang khang. Kính thỉnh sư Nguyên Thọ. Dạ, con bắt đầu xin được đọc. Sang khô vi su thô và ra đa khi này vô sang tiên tùy vô sa ba ma la ba hi no gu ne hi ne ke hi sa mi thi pa to a na sa vô tăng pa na ma mi sang khang sang khô vi su thô và ra đa khi này vô sang tiên tùy vô sa ba ma la ba hi no gu ne hi ne ke hi sa mi thi pa to a na sa vô tăng pa na ma mi sang khang sang khô vi su thô và ra đa khi này vô sang tiên tùy vô sa ba ma la ba hi no gu ne hi ne ke hi sa mi thi pa to a na sa vô tăng pa na ma mi sang khang. Dạ con xin trao mai lại cho người kế. Dạ thưa quý vị, có vị hỏi chúng tôi về cái giọng kệ của bài này thì nó giống như hai bài trước mà chúng ta học á. Sang khô vi su thô và ra đa khi nay vô san tin thi vô sa pa ma la pa hi no cu ne hi ne ke hi sa miên thi pa to a na sa vô tăng pa na ma mi sang khang. Chúng tôi không biết hôm trước có một vị nào tụng nghệ được, nhưng mà bữa nay không thấy vị đó vào. Sang khô là tăng chúng, với là một cộng đồng, một hiệp chúng, tức là một phải có một số đông
Học quần mới giao chữ sang khô, nghĩa là hiệp chúng, nghĩa là tập thể. Quý sư thô là thanh tịnh, quá rá. Quá rá ở đây, thường thường chữ quá rá là chỉ cho cái gì cao quý, cái gì thiêng liêng. Nếu quý vị sang bên Thái Lan, thường ta dùng chữ phá, chỉ dùng sư. Ví dụ phá quý mút tí, hay là phá là sư này sư. Chữ phá tới từ chữ quá rá mà ra. Quá rá đắc khi này vô, tức là bậc đáng được cúng dường, là bậc cao quý đáng được cúng dường. San tinh rio là lục căn thanh tịnh hay các căn thanh tịnh. Sappabalapahino là đã bahino được xem như dứt trừ tất cả những cái quý nhiệm. Tại vì ở đây chúng ta chỉ chư tăng ở đây là các vị gọi là thánh chúng. Sa và cái sanh khô là thánh chúng đệ tử Phật, những vị chứng quả thánh đó. Cái chữ vune hi ne ke hi ở đây ở trên đó quý vị post biết rời ra, nhưng mà hai cái chữ đó phải biết chung với nhau. Vune hi ne ke hi, vune hi là ẩn đức, ne ke hi là một chữ rất là thú vị, và ne ke hi là chữ rất là chữ là chữ ná, rồi e ke hi ná là không, e ke hi là một, không phải có một mà có rất nhiều. Ở trong tiếng Pali cũng có nhiều cái chữ lạ lắm thưa quý vị, mà ngày nay chữ đức cũng giống như vậy. Chúng ta tức là thay vì người ta 20 thì họ nói là 19 thì một, và khi mà họ nói là nhiều á thì có một cách nói là thay vì nói nhiều mà nó là không, không phải là một, và không có ít. Không có ít có nghĩa là nhiều, tức là các ngài không có ít ân đức. Vune hi ne ke là những bậc không ân đức không có ít mà là nhiều. Samitipahato, và Samit là khoảng, chỉ Sam là hoàn toàn ít thị, là bậc có nhiều cái thần lực siêu nhất. Và Anasavo là không có lậu quá. Tăng Panama Mỹ Sang Khăn đảnh lệ chư đẩy. Bây giờ xin kính thỉnh thượng tọa tự nguyện Quan Hỷ trở lại tụng cho bài ân đức tăng Supatipanno. Xin kính thỉnh thượng tọa. Không biết tọa tự nguyện có còn ở trước máy không? Nếu tọa tự nguyện còn ở trước máy, xin thượng tọa Quan Hỷ đọc cho ân đức tăng ba lần. Dường như thượng tọa tự nguyện hiện không có mặt ở trước máy. Xin thỉnh sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông Quan Hỷ đọc mà cho ân đức tăng. Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Dạ, anh như sư Nguyên Thông cũng không. Ô, dạ, thấy sư Nguyên Thông rồi. Xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, kính thưa sư phụ, con xin đọc bài ân đức tăng. Supatipanno bhagavato savakasangho Ucupatipanno bhagavato savakasangho Nyayapita Nyayapatipanno bhagavato savakasangho Yadidang chaktari purisa yuga ni atha purisa pugala Savato Savakasanko Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Ancharikaraniyo Anutarang Punyaketang Lokasati Supatipanno Bhagavato Savakasanko Ucupatipanno Bhagavato Savakasanko Nyayapatipanno bhagavato savakasangho Samichipatipanno bhagavato savakasangho Yadidang chattari purisa yuga ne atha purisa pugalam Esa bhagavato savakasangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo Ancharikaraniyo anuttaram punyakhetang lokasati Supatipanno bhagavato savakasangho Ucupatipanno bhagavato savakasangho Nyayapatipanno bhagavato savakasangho Samichipatipanno bhagavato savakasangho Yadidang chattari purisa yuga ne atha purisa pugala Esa bhagavato savakasangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo Ancharikaraniyo anuttarang punyakhetang
tăng lo ti. Thưa sư phụ, con đọc ba lần rồi, con xin mời người kế. Cảm ơn sư Nguyên Thông. Có vị nào đọc tiếp theo không? Có vị nào? Dạ, dạ, xin mời cô Tuệ Duyên, sau đó mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, kính chào Đạo Tràng. Dạ, bây giờ con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Subati banno bhagavato sa vakasangho Uchubati banno bhagavato sa vakasangho Nyayabati banno bhagavato sa vakasangho Samichibati banno bhagavato sa vakasangho Yadidang chata ripurisa yugani atta purisa bukkala E bhagavato sa vakasangho ahunayo bahunayo dakinayo anh cha li ca ra này vô anh nuốt ta răng buồn nhạc khét tăng lô ca sa ti subati banno phagawato sa wakasangko uchubati banno phagawato sa wakasangko nhà gia bati banno phagawato sa wakasangko sami ibati banno phagawato sa wakasangko yadi dang chata ripurisa yuga ni atha purisa bukala e sa bhagavato sa wakasangko ahunayo bahunayo dakinayo anh chắc lấy cái ra này vô anh nua ta răng buồn nhạc khét tăng lô ca ti Subati banno phagavato sa vakasangho Uchubati banno phagavato sa vakasangho Nyayabati banno phagavato sa vakasangho Samichibati banno phagavato sa vakasangho Yadidang chata ripurisa yugani atta purisa bukkala E sa phagavato sa vakasangho ahunayo bahunayo dakinayo anjalikara nayo anuttarang bunyak ketang lokatsa. Dạ, con đã đọc ba lần. Dạ, con xin xuống đất ạ. Cảm ơn cô Thu Định, Thủy Dương. Mời, mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin phép được đọc một lần và tụng một lần. Subhatibhano bhagavato sa vakasangho Uchubhatibhano bhagavato sa vakasangho Nyayabhatibhano bhagavato sa vakasangho Sami chibati bano phagavato sa vakasangho Yadi dang chatta buddhisa Buddhisa yuga nik artha buddhisa phukgala Sa phagavato sa vakasangho Ahunayo bahunayo dakinayo Anjalikara neyo anuttarang buddhya khattang lo kassati Subhatibhano bhagavato sa vakasangho Uchubhatibhano bhagavato sa vakasangho Nyayabhatibhano bhagavato sa vakasangho Samichibhatibhano bhagavato sa vakasangho Yadi dang chatta di buddhisa yuga ne atha di buddhisa kukala E sa bhagavato sa vakasangho Ahunayo bahunayo dakinayo anjalikara niyo Anuttarang bodhya khetan
Sa thú cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học hai bài kinh. Một bài là Xưng Thắng Tăng Bảo và một bài là Ân Đức Tăng Bảo. Riêng về Ân Đức Tăng Bảo thì chúng tôi có đề cập đến quý vị, đề cập trước đây trong những bài học trước là chúng ta có một bài Xưng Thắng Ân Đức Phật Bảo, bài Xưng Thắng Ân Đức Pháp Bảo. Ân Đức Phật Bảo là Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh biên tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Đà Thế Tôn. Và bài Xưng Thắng Ân Đức Pháp Bảo đó là chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thần chứng. Và hôm nay chúng ta học về một bài về Ân Đức Tăng. Và cả ba bài này là Ân Đức Tam Bảo đó, không phải chỉ được nói đến Tam Bảo trong một đời này, mà Tam Bảo trong quá khứ, tức là chư Phật quá khứ như Đức Phật Vipassi, Đức Phật Nibbankara, Đức Phật Kassapa, vân vân, đều giống như vậy. Và Tam Bảo ở trong tương lai như Đức Phật Di Lặc và như vị Phật khác trong tương lai cũng tương tự như vậy. Chúng ta nói là tam thế chư Phật thì đều có đồng cái ân đức giống nhau. Trước nhất thì chúng ta nên hiểu rằng tăng có hai. Một là tăng là thánh chúng đệ tử Phật, tức là kể tất cả những vị đã thành tựu bốn đạo, bốn quả như là Tu Đà Huần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, là những vị gọi là Savaka. Và Savaka là những vị khéo nghe, tức là những vị nghe lãnh hội thành tựu chứng đắc, được khai thị. Thì cái đó chúng ta gọi là thánh chúng đệ tử Phật. Thì khi mà chúng ta quy y Phật Pháp Tăng á, thì chúng ta nói đến Tăng, chúng ta nói thánh chúng đệ tử Phật Savaka. Một cái Tăng khác chúng ta gọi là Bhikkhu Sangha. Bhikkhu Sangha nghĩa là tỳ kheo Tăng, hay là gọi là Tăng theo quy ước. Tăng theo quy ước ở đây tức là những vị được phép thọ giới trong một cái giới đàn và có bốn vị tỳ kheo nhập lại thì gọi là Tăng. Cái đó gọi là Bhikkhu Sangha. Và ở đây thì khi mà chúng ta nói Phật Pháp Tăng thì đặc biệt đề cập đến Savaka Sangha, là thánh chúng đệ tử Phật, tức là chư Tăng là gì? Đã chứng đắc từ sơ quả cho đến tứ quả. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Và các ngài được gọi là Tăng Bảo. Những vị được xem như là tốt nghiệp, được xem như là trưởng thành, được xem như là những vị có thành tựu, có sở đắc ở trong giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ thì chúng ta đi vào các ân đức tăng. Thì đầu tiên có bốn ân đức tăng được đề cập đến là Supatipanno, chúng ta dịch là diệu hạnh, trực hạnh, mà cũng có thể dịch như là khéo huấn luyện và khéo tu tập, khéo huấn luyện. Thật ra cái chữ Patipanno, Patipanno chỉ cho tương tự như là chúng ta được học, được chứng đắc. Và giống như ở ngoài đời người ta nói có học vị vậy đó. Dạ, có học vị tức là người đó có học và có thi, có tốt nghiệp ra trường. Patipanno, Supatipanno dịch là thiện hạnh. Dạ, thiện hạnh tức là vì đó được khéo huấn luyện. Uchupatipanno gọi là trực hạnh. Trực hạnh là sự tu tập trực tiếp, không có đi vòng, không có, giống như mình bệnh thì mình cứ uống thuốc thôi, để uống thuốc trị bệnh là gọi là trực tiếp, gọi là sự, gọi là Uchupatipanno. Nyayapatipanno là như hạnh. Dạ, như hạnh tức là vì đó tu tập thành tựu là được đúng theo pháp. Samichipatipanno tức là chánh hạnh, tức là vì đó được huấn luyện tu tập một cách chân chánh. Thật ra bốn cái đầu đó, chúng ta nói là Supatipanno, Phakkavato là của Đức Thế Tôn, và Savakasangho. Savakasangho ở đây chúng ta gọi là thánh chúng. Thánh chúng tức là thánh chúng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, thánh chúng Thế Tôn là bậc trực hạnh, thánh chúng đệ tử Thế Tôn là bậc như hạnh, thánh chúng đệ tử Thế Tôn là bậc chánh hạnh.
Rồi cái chữ hai cái cụm từ sau rất là quan trọng, đó là yadidang chattari purisa yugani. Yadidang chính là chattari là bốn, và savakasanko purisa yugani là bốn cái, yugani là sông hay là một cặp, chúng ta gọi là tứ sông. Và tứ sông tức là bốn cặp. Bốn cặp đó là tu đà huân đạo, tu đà huân quả là một cặp, tu đà hàm đạo, tu hàm quả là hai cặp, ana hàm đạo ana hàm quả là cặp thứ ba, và a la hán đạo a la hán quả cặp thứ tư. Và chúng ta nói là bốn tầng thánh hay là tứ sông bát bối. Bát bối đây là tám vị Atta Purisa Pukkala ni. Atta Purisa Pukkala tức là có tám vị hay là bát bối. Chữ bối đây giống như tiền bối, lão bối vậy đó. Chữ bối là vị, nói một cách rất cao trọng. Ở trong chữ Hán gì là tứ sông bát bối, mà đôi khi chúng ta là bốn đôi, tám vị. Về điểm này đó thì chúng tôi nhắc quý vị là người Việt Nam chúng ta đó thì hay nói rằng tăng có hai là phàm tăng và thánh tăng. Dạ. Nhưng mà cái chữ thánh tăng thì đúng, là thánh chúng là đúng, nhưng chữ phàm tăng dịch không có đúng nha. Dạ, cái chữ phàm tăng dịch không đúng, mà tăng có hai đó, một là thánh chúng tức là những vị đã thành tựu đạo quả, hai là tỳ kheo tăng tức là tăng theo cách quy ước. Nói như vậy thì có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên á, vừa là thánh tăng, vừa là thành viên của thánh chúng, mà vừa là thành viên của tỳ kheo tăng. Chứ ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên không gọi là phàm tăng được. Và tức là tăng có hai hình thức, một là chỉ cho tất cả những đệ tử Phật đã thành tựu đạo quả, dù là chư thiên hay dân loại, nam hay nữ, xuất gia hay tại gia, tất cả những vị thành tựu. Điểm này thì Thượng Tọa Tư Siêu có khi không đồng ý với tôi, nhưng mà chúng tôi có đọc trong sớ giải đó, chúng tôi thấy rằng chư vị mà đã đắc đạo chứng quả đó, thì đều là thánh chúng đệ tử Phật. Và Phích Khu Sang Khá Tỳ Kheo Tăng là tăng theo quy ước. Tăng theo quy ước tức là gồm bốn vị tỳ kheo trở lên, và những vị này đã được qua một cái giới đàn thọ giới và trở thành thành viên của tăng hội, thì tăng theo quy ước và chư vị thánh chúng. Thì như chúng tôi nói rằng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Năng Đa đó, vừa là thành viên của thánh chúng mà vừa thành viên của tăng hội theo cánh cách quy ước. Còn chúng ta dịch là chư tăng có hai là phàm tăng và thánh tăng là sai. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên không phải là thành viên của phàm tăng. Và chúng ta nhớ cái này phải rất là cẩn trọng. E Savakavato Savakasankho. Và thánh chúng đệ tử Phật và Ahuneyo là đáng được tôn kính hay đáng được tôn trọng. Bahuneyo là đáng được thương mến hay là đáng được thân cận. Và đáng được thân cận. Và Dakhineyo là đáng được cúng dường. Anchalikaraneyo tức là đáng được chắp tay kính lễ. Anuttarang Bunya Kittang Lokasa tiếng tức là chư thánh tăng đệ tử Phật xứng đáng được tôn kính, xứng đáng được thân cận, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay kính lễ, là phước điền vô thượng ở đời. Vì thưa quý vị, tất cả chúng ta khi mà học Phật thì nhất là người ta hay tụng kinh, và chúng ta hay tụng kinh. Tụng cái gì thì tụng, nhưng mà chúng ta cố gắng học thuộc ân đức của Tam Bảo. Dạ. Mình là người Phật tử mà không học thuộc ân đức Tam Bảo là dở lắm. Mà thuộc ân đức Tam Bảo mà chúng ta không hiểu nghĩa thì cũng dở lắm. Mà thật ra dễ lắm thưa quý vị. Dạ. Như chúng ta tụng Itibiso Phakawa, dạ, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn hay Đức Thế Tôn ấy, là Arahant là bậc ứng cúng, Samma Sambuddho là bậc chánh viên tri, Vicha Chara Sampano minh hạnh túc, Sukato thiện thể, Lokavidu thế gian giải, Anuttaro Purisadamasa Rathi vô thượng điều ngự,
Sattha Deva Bandhu Sanang Thiên Nhân Sư Buddho Phật Đà Phật Câu A Thế Tôn Swakato Phật Câu A Ta Tham Mô. Con xin đảnh lễ Pháp được Đức, được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn Sanitiko Thiết Thực Hiện Tiền Akariko Phật Ngoài Thời Gian Ehipatsiko đến để chứng nghiệm Obanajiko Hiệu Năng Hướng Thượng Bachatang Weditapo Winyu Hiti và Trí Giả Thân Chứng Subhatibano Phakavato Sa Vakasangho và Thánh Chúng Đệ Tử Thế Tôn là Bậc Thiện Hạnh Uchupatibano Phakavato Sa Vakasangho Thánh Chúng Đệ Tử Thế Tôn là Bậc Hạnh Nyayapatibano Phakavato Sa Vakasangho Thánh Chúng Đệ Tử Thế Tôn là Bậc Như Hạnh Sami Chipatibano Phakavato Sa Vakasangho Thánh Chúng Đệ Tử Thế Tôn là Bậc Chánh Hạnh Yadidang Chata Ripurisi Yugani Athapurisa Pukala và các ngài gồm Tứ Sông Bát Bối Esafakwato Sa Vakka Sankho và Thánh Chúng ấy đệ tử Thế Tôn Ahuneyo xứng đáng được tôn kính Bahuneyo xứng đáng được thân cận Dakineyo xứng đáng được cúng dường Anchalikareneyo xứng đáng được chấp tay kính lệ Anuttarang Bunya Khetang Loka Sahati là phước điện vô thường ở đời. Chúng ta nên thường đọc gieo cái duyên lành đối với Tam Bảo, không phải đời này mà nhiều đời trong tương lai. Dễ học lắm thưa quý vị, dạ rất là dễ học. Ban đầu thì quý vị học từng chữ rồi học cho thuộc rồi bắt đầu chúng ta học nghĩa cũng rất là dễ và thường xuyên tụng đọc thường. Chúng ta hay có cái là mình muốn đọc rất là nhiều kinh. Nhưng mà học từ bộ kinh này qua bộ kia chúng ta tụng mà chúng ta lại không có thuộc cái ân đức của Tam Bảo. Ở trong một số các bài kinh thì có những bài rất là quan trọng, đặc biệt quan trọng. Do vậy, chúng tôi khuyến khích tất cả quý Phật tử, chúng ta là con Phật, chúng ta là nơi, chúng ta là thường cái tìm nơi nương tựa ở Phật Pháp Tăng. Mà nếu chúng ta nương tựa Phật Pháp Tăng mà không hiểu cái ân đức của Tam Bảo thì đó là một điều rất là đáng buồn. Dạ, mình đọc cho nhung nhuyễn. Và người nào đọc, hiểu, tin tưởng thì dần dà chúng ta đạt đến một cái giai đoạn đầu tiên trong giáo pháp gọi là tính thành tựu. Có bốn cái sự thành tựu trong cái hành trình của người con Phật từ lúc chúng ta trở nên người Phật tử đó. Cái giai đoạn thành tựu đầu tiên là tính thành tựu, là thành tựu niềm tin. Rồi sau tính thành tựu chúng ta phát tâm giữ năm giới, tám giới, sáu giới, thì khéo giới vân. Mà giữ cái trong sạch gọi là giới thành tựu. Rồi từ đó chúng ta tu tập như là thiền quán, tu tập thiền chỉ, tu tập những tâm từ hơi thở, cái đó chúng ta gọi là thiền định thành tựu. Rồi có thiền định thành tựu thì dẫn đến giải thoát thành tựu. Thì bốn cái giai đoạn đó là bốn giai đoạn đi. Nhưng mà để thành tựu được tính thành tựu đó thì chúng ta đọc rất nhiều bài kinh ở trong trung kinh. Khi mà Đức Phật này dạy về một cái vị mà mới vào tu trước khi thành tựu về giới đó thì phải thành tựu về đức tin, rồi tính thành tựu. Và thành tựu đức tin là người hiểu rõ ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng. Mình nằm ngủ mới vừa thức dậy, không cần gì hết cũng biết rằng Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô tượng điều ngự thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Thánh Chúng Đệ Tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, trực hạnh, như hạnh, chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị. Các ngài xứng đáng được tôn trọng, được thân cận, được kính lễ, được cúng dường, được chắp tay kính lễ là phước điền vô thường ở đời. Mình đọc hoài như vậy. Dạ, bắt đầu mình đọc thuộc rồi nhập tâm. Từ chỗ nhập tâm mình mới suy niệm được từng ý nghĩa lợi lạc và lợi lạc. Và chúng ta cứ bắt chước ngã chan sung quy thô, nói rằng ngay cả là bản thân là một người một từng đi quân đội, từng sống trong rừng, nhưng mà khi mà gặp những cái chuyện như cọp beo hay là sống ở rừng vắng thì thỉnh thoảng cũng thường nhắc mình là con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Một người lớn lên nền văn hóa khác mà thành tựu đức tin như vậy rất là quý. Riêng đối với chúng ta thì thưa quý vị, ở trong thời buổi mà có nhiều cái loạn lạc như là bệnh dịch hay là kỳ thị hay là những người mà họ bắn giết với nhau cái bừa bãi,
Đôi khi chúng ta phải tự nói, đừng nói rằng đừng có cái gì bảo đảm chúng ta hoàn toàn an toàn, mà thay vào đó thì chúng ta luôn luôn niềm tưởng là con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Và trong cái sự nương tựa đó, chúng ta hiểu rõ ân đức của Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Thì thứ gì cũng phải nói rằng như trường hợp trường đoàn tự siêu thì chúng tôi thích tụng bằng Pali. Và tụng Pali, ví dụ Itibiso, Phakwa, Arahang, Sama, Sambutu, Vucha, Chana, Sambano, Sukato, Lokavidu, Vucha, Chana, Sambano, Lokavidu, Sukato, Lokavidu, Anuttaro, Purisadam, Masarati, Sattha, Deva, Manusanang, chẳng hạn. Thì mình tụng thường. Nhưng mà quý Phật tử, nếu không đọc Pali, thì đọc tiếng Việt. Và con xin đảnh lễ Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng, chánh biến tri mình hành tục thiện thể, thế gian giải vô thực điều người, thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Chúng ta cũng được. Đọc như vậy cũng được. Mà đọc cả hai, vừa tiếng Phạn, vừa tiếng Việt, cái đó cũng lợi ích. Bắt đầu nghe thì nó hơi lạ tai chút xíu, nhưng mà tụng thời gian thì quen. Cái gì cũng về do quen thôi. Giống như ngày hôm nay, quý Phật tử mà bài Pali đó, quý vị nếu nhớ lại trong những tuần lễ trước, mới bài học một chúng thì quý vị không có làm được như vậy đâu. Bây giờ thì quen rồi. Bây giờ dần dần chúng ta nhớ. Chủ từ nhân xưng đại danh từ thì phải như vậy, chủ cách là như vậy, đối cách là như vậy, rồi bây giờ chúng ta biết cách chia động từ làm nhanh đó, rất là nhanh. Nên học Phật pháp đó, chúng ta đừng có ngại, và ai học được thì mình học được. Dạ, không có lý do gì mình học không được. Và mình chẳng lẽ mình đi chùa, chẳng lẽ mình quy ngưỡng tâm bảo lâu mà không có gì để làm vốn. Và cái vốn liếng mình là gì? Vốn liếng mình là nhớ được một số cái giá trị, đó là ân lành của Phật Pháp Tăng. Chúng tôi không biết tại sao mà người Việt Nam chúng ta là Phật tử đi chùa mà thường được khuyến khích là bài vẽ cái nghi lễ này, nghi lễ kia, nhưng mà ít có người biết về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng lắm. Cái đó là cái bất hạnh của người Phật tử Việt Nam. Thường thường thấy người Phật tử là để ý chuyện cúng kiến lễ lộc, làm sao để xin pháp danh, làm sao làm này kia, nhưng mà lại không có nhớ đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. Cái đó là một sự bất hạnh lớn cho quý vị. Và chúng ta đi chùa lâu mà không có biết về ân đức Tam Bảo thì đó tội nghiệp lắm. Và do vậy chúng ta cố gắng để có một cái gì đó gọi là cái bốn liếng bỏ túi. Chúng tôi có trường hợp ở tại chùa một Phật tử bị bệnh, mà bây giờ khi mình bị bệnh á, thì quý vị biết rằng dù rằng mình có người thân, dù có đạo bạn, dù người này kia, nhưng mà rồi có những giây phút mình phải sống với chính mình thôi, chứ mình đâu có thể làm việc. Và mình sống với chính mình thì hỏi rằng mình còn lại cái gì. Và khi mà mình đối diện với chính mình, ở trong kinh Đức Phật này có dạy rằng Sabbe Sata Kamasaka, mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng. Và mỗi sanh đều nghiệp riêng cũng có nghĩa là trong cái hành trình sanh tử đó, rồi chúng ta sẽ ra đi một mình. Và một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Thân nhân dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết đứng nhìn khóc thôi. Chúng ta nghĩ là người khác khóc cho mình, kêu gào cho mình, than thở cho mình, an ủi mình, thì người đó chia sẻ khóc, chúng ta phải đi. Cái nhịp cầu sinh tử đó, tất cả chúng ta đều phải đi một mình, và một mình thôi. Và chúng ta phải có hành trang, phải có tư lương. Và cái hành trang của chúng ta là gì? Nó là những cái cảm nhận càng sâu sắc thì chúng ta càng vững, còn cái cảm nhận càng hơi hợt lúc chúng ta không biết gì hết. Vô lý cả đời chúng ta đi chùa, cả đời chúng ta học Phật Pháp, mà tới lúc mà chúng ta đối diện với cái chết, đối diện với cái phiền não, đối diện với bệnh tật, mà mình không có cái gì làm bốn liếng, nó uổng quá. Dạ, rất là uổng. Và cái bốn liếng đầu tiên của chúng ta là hãy thành tựu niềm tin. Thành tựu niềm tin ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, có rảnh thì nếu mà quý vị không đọc được tiếng Phạn thì cứ rảnh rỗi thì đọc là con xin đảnh lễ Phật. Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải tự điều người, thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Mình đọc về mình có hiểu không? Hiểu thế nào là thiện thể, thế nào là thế gian giải. Rồi con xin đảnh lễ Pháp. Và được Đức Thế Tôn thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng ngộ nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Con xin đảnh lễ Tăng. Là bậc thiện hạnh, trực hạnh, như hạnh, chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị.
các ngài xứng đáng được tôn trọng, được thân thiện, được thân cận, được cúng dường, được chắp tay kính lễ là phước điền vô thượng ở đời. Mình đọc cái đó mình có hiểu không? Và nếu mình hiểu được thì rất quý. Và rồi dần dà chúng ta học Pali, và quý vị học Pali, học rồi Pali với nghĩa chúng ta có thể đọc và xen lẫn với nhau. Bao nhiêu đó là vốn thì cũng quý lắm, chứ tin tới bao nhiêu. Ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, dù là đối với chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai giống như vậy. Dạ. Không có khác. Và cái đó là cái gieo duyên lành của chúng ta đời này và đời sau. Ban đầu thì mình đọc con cát cũng được, đọc để nhớ cũng được. Đọc nhớ rồi tìm hiểu ý nghĩa. Ý nghĩa thật ra không có khó. Phật dạy, Phật Pháp thì không có hồ. Phật Pháp thì rất là rõ ràng. Ví dụ như thế nào là Supatipanno, thế nào là Uccipatipanno, thế nào là Nyayapatipanno, thế nào là Samicipatipanno. Rõ ràng lắm. Dạ. Và từ cái rõ ràng đó chúng ta cố gắng học, cố gắng nhớ như lời Đức Phật dạy rằng thế mà có cái duyên lành thật sự, đó là người đó rất là hăng hái ở trong việc lắng, hăng hái trong việc nhớ, hăng hái trong việc suy niệm Phật Pháp, hăng hái trong cái việc mà thâm nhập Phật Pháp. Thì cái sự hăng hái, cái sự đầy nhiệt quyết, quyết tâm như vậy đó, nó sẽ cho chúng ta được những cái phần thưởng rất lớn ở trong đời sống này. Bây giờ thì chú ý Phật tử, chúng tôi xin được trước khi dứt lời đó, muốn cùng tất cả quý vị chúng ta tụng lại ba lần. Dạ, đoạn kinh vừa rồi. Đoạn kinh vừa rồi. Đoạn kinh vừa rồi. Đoạn kinh vừa rồi. Để quý vị qua kỳ chơi chúng tôi một chút. Sankho visuto arada kineyo santriyo sapamalapahino kune hineke hisamyeti pato anasavo tang patnamami sankho kang sankho visuto arada kineyo santriyo sapamalapahi ino kune hineke hisamyeti pato anasavotang padamami sangkang sangko visuthum varadakine yo santendriyo sapamalapahi ino kune hineke hisamyeti pato anasavotang nama padamami sangkang Supatipanno bhagavato savaka sangho uccipatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho yadidang samicipatipanno bhagavato savaka sangho yadidang catari purisa yugani artha purisa pukkala esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo, bahuneyo, dakineyo, anjalikaraneyo, anuttarang punya, ketang lokasati, supatibando, bhagavato, savaka sangho, uccipatibando, bhagavato, savaka sangho, Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samicipatipanno bhagavato savaka sangho yadidang catari purisa yukani artha purisa puggala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo bahuneyo dakhineyo anjalikaraneyo anuttarang punya Ketang loka santi supatipanno bhagavato savaka sangho uccipatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samicipatipanno bhagavato savaka sangho yadidang catari purisa yugani artha purisa pukkala
Esavakavato savakasangho ahudeyo bahudeyo dakhineyo anchalikaraneyo avatarang punyam ketang loka santi. Thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta tu tập đó thì có cái này, giống như là ở trong cuộc sống hàng ngày mình đi làm hay là mình đi học, nó không đơn thuần là chỉ có một thứ mà nên có nhiều thứ để nó giúp chúng ta cân bằng, bù qua xuất lại. Lấy một ví dụ là một cái người vào trong trường thiền, không phải chỉ biết có niệm hơi thở không, mà người đó cũng nên biết cách niệm tâm tư, biết cách quán bất tịnh, biết cách lễ tam bảo. Tại vì sao vậy? Tại vì cuộc sống của chúng ta đa dạng, nó có nhiều thứ lắm. Và do cái nhiều thứ như vậy đó, mà nếu chúng ta chỉ có một cái cách thế để mà sống, để mà tu thôi, đôi khi chúng ta không có chịu đựng, bởi vì nó quá đơn điệu. Chúng ta thử nhìn theo cách ăn uống mình để sống hàng ngày thì mình biết. Mình ăn chỉ có đây ăn món này, mai ăn món kia. Có khi mình ăn theo kiểu cơm với thức ăn. Rồi có đôi khi mình ăn món nước, giống như là ăn hủ tiếu, ăn mì. Có đôi khi chúng ta ăn những món như ăn chơi chẳng hạn, chứ không có phải là một kiểu thôi. Vì vậy, cái kinh nghiệm xưa nay mà trong sự tu tập đó, thì rất là cần là mình có tu thiền cũng là một lẽ rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình biết những cái cách niệm tâm từ, chúng ta biết cách để tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Bởi vì như chúng ta thấy rằng năm cái pháp mà trợ giúp chúng ta rất nhiều, đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính đó là củng cố, là cái niềm tin được vững mạnh. Tấn là cái sự nỗ lực đặt đúng chỗ. Niệm là cái khả năng tỉnh thức, bén nhạy với cái gì đang xảy ra. Định là cái sự tập trung bền bỉ. Và tuệ đó là cái trí sáng suốt tìm biệt. Thì nói chung là cho dù chúng ta nghe pháp, như chúng ta tụng kinh, làm việc gì đó, thì nó cũng nói theo ông bà người xưa, nó không bổ cái này, bổ cái kia. Dạ, thì cho dù quý Phật tử rất là thích tu thiền hay chỉ muốn nghe pháp thôi, nhưng mà rồi cũng nên cố gắng học kinh. Dạ, có cái vốn liếng gì đó. Không phải lúc nào chúng ta cũng lật sách ra được, không phải lúc nào chúng ta cũng lật bật computer ra được. Mà thỉnh thoảng ngồi một mình ở trong yên lặng buổi sáng thức dậy, quý vị ngồi vậy cũng vậy, tụng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Mà nếu ban đầu tụng chỉ nhớ thôi, nhưng mà sau đó nhớ rồi còn hiểu, hiểu rồi còn thấm nhuần, thì quý vị lợi lạc rất là nhiều. Chúng tôi nói những này thì nghe nó hơi nặng, nhưng mà nếu chúng ta đi chùa lâu, mấy chục năm, mà chúng ta không biết về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, thì đó là một sự bất hạnh, đó là một sự thiếu thốn rất lớn. Bởi vì sao vậy? Phật Pháp Tăng là ba nơi nương nhờ của chúng ta, nó là ba điểm tựa của chúng ta, mà chúng ta không biết rõ về ân đức Tam Bảo thì thật là một điều rất là thiếu sót. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta có một bài giảng theo giáo trình của Thư Ứng Bộ của Thượng Tọa Thiện Quyền. Xin được kính trân chư tôn đức đã vào đây để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích, giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật để toàn thể chúng được lắng nghe, ghi nhớ và hành trình tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành thanh tịnh hóa tâm ý như lời Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát,
Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con thành kính tri ân quý ngài Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Yeah.